Xin chào các bạn, xin giới thiệu bản chiếu ốp lưng Spigen Touch Armor, một chiếc ốp lưng có tiêu chuẩn chống sốc chuyên đội của Mỹ dành cho Samsung Galaxy S8. Đây vẫn là một sản phẩm của Mỹ và được sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm này thì nó đầy đủ có 4 màu để mình lựa chọn: màu vàng gold, màu xám, màu xanh và nó còn có màu đen nữa. Đó. Đen ở đây là đen nhám. Ở đây có thể coi là mẫu ốp lưng chống sốc, chống rơi và chống va đập tốt nhất dành cho Samsung Galaxy S8 hiện tại có mặt ở trên thị trường bây giờ. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hay nghịch điện thoại, hay là mình hay vô ý làm rơi điện thoại, thì đây là một lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn nên xem qua. Thiết kế của dòng Touch Armor thì vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế trước đây của hãng, một thiết kế với khung kép, cái khung cao su ở mặt trong và nhựa polycarbonate ở mặt ngoài. Ở bên trong là một khung nhựa TPU, một loại chất liệu nhựa dẻo và có khả năng định hình cực kỳ tốt, giúp bảo vệ toàn diện các góc cạnh thân máy của bạn. Bên trong có các rãnh thoát nhiệt và ở các góc là cái công nghệ chống sốc air cushion độc quyền của Spigen, giúp bảo vệ điện thoại của mình khỏi những trường hợp rơi rớt hay là va đập, thậm chí cả trường hợp rơi rớt hay va đập mạnh cũng không có vấn đề gì. Đó. Các cạnh được làm khá là dày. Còn mặt sau lưng là bằng khung nhựa polycarbonate, có thể hạn chế vân tay, hạn chế mồ hôi, với cái lớp sơn kép tĩnh điện hai lớp siêu bền, mà theo như Spigen thông báo thì nó có độ bền màu và cái độ chống bong tróc gấp 10 lần so với những hàng Trung Quốc thông thường. Đó, đây là những cái mặt thông tin ở phía trong. Made in Korea. Ở đây thì còn có một cái chân chống để mình có thể dựng nghiêng máy nữa. Chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cái chân chống này. Khi sử dụng thì các bạn ráp hai phần này lại với nhau. Nó có những cái mấu nhỏ để giữ hai phần này chắc lại với nhau, không bị rơi ra. Khi lắp thì các bạn nhấn lắp các góc, các cạnh vào trước, sau đó đấm bấm nó vào thôi. Nó rất là chắc. Đó. Cảm giác cầm trên tay của chiếc ốp lưng này thì các bạn sẽ thấy nó thực sự rất là yên tâm. Khi mà có rơi rớt thì các bạn không lo vấn đề gì. Cái gờ màn hình trước cũng nhô cao lên, khi mà rơi úp xuống thì vẫn bảo vệ tốt cho chiếc máy của bạn. Cái khả năng chống sốc của nó thì tuyệt vời, theo đúng cái tiêu chuẩn chống sốc quân đội của Mỹ luôn. Đó. Các phím thiệt làm phẳng nhưng mà cho cảm giác bấm rất là thích. Rất ít hãng mà có cái phím bấm tốt như của Spigen. Còn đây là cái chân chống, khi bạn kéo ra thì các bạn có thể dựng nghiêng máy để xem video rất là thuận tiện. Đó. Khi không sử dụng nữa thì các bạn gập lại, ở đây nó có một cái lẫy nhỏ, mình sẽ bấm vào thì khi đó nó sẽ không bị rơi ra nữa. Đó. Các chi tiết khác thì được Spigen hoàn thiện cực kỳ tốt, một trong những nhà sản xuất có cái độ hoàn thiện sản phẩm tốt nhất ở trên thị trường bây giờ là Spigen. Mình sẽ mở hộp cho các bạn xem những cái màu khác. Đây là màu xám nòng súng. Ở bên phía trong của nó thì vẫn là cái khung màu đen. Sơn vẫn là sơn dạng giả kim, chống vân tay, chống mồ hôi. Đây là màu xanh. Còn đây là màu đen. Spigen có hai cái phiên bản chống sốc chuyên dụng, đó là Touch Armor và Slim Armor. Touch Armor thì kiểu dáng nó hơi gồ ghề một chút, còn Slim Armor thì kiểu dáng nó sẽ hơi mềm mại một chút. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bản chiếc ốp lưng Touch Armor cho Samsung Galaxy S8. Cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!